những câu nói truyền cảm hứng trong Doraemon. Doraemon không chỉ là một bộ tranh tuổi thơ. Khi đọc Doraemon, mình cảm nhận đó không đơn giản là một bộ truyện về cuộc sống, về tình bạn, gia đình hay những câu chuyện tình yêu. Với mình, Doraemon có rất nhiều bài học ẩn sâu trong từng câu chuyện. Nó truyền tải những nguồn năng lượng tích cực để mọi người có động lực hơn. Chính vì vậy, Doraemon là một trong những bộ truyện làm nên thương hiệu manga Nhật Bản, được đông đảo mọi người trên toàn thế giới yêu mến. Hãy cùng điểm qua một vài câu nói hay, ý nghĩa mang lại động lực cho mọi người nhé. Nobita học hành không ra sao, vận động cũng chẳng ra gì. Cố gắng không hề có, là người hết thuốc chữa. Thế nhưng, cậu là một người tốt Doraemon. Cậu sẽ vấp ngã nhiều trong tương lai, nhưng sau mỗi lần ấy, cậu sẽ có thêm sức mạnh quay trở lại Doraemon. Tôi tính tình vụng về, làm chuyện gì cũng không xong, nhưng nếu em kết hôn với tôi chắc chắn sẽ làm cho em hạnh phúc, ông Nobi. Này Nobita, con lật đật ấy thật mạnh mẽ phải không? Dù nó có bị ngã bao nhiêu lần đi nữa, thì nó luôn đứng dậy bằng chính sức mình. Bà muốn sau này cháu cũng sống như con lật đật ấy. Cho dù cháu có vấp ngã bao nhiêu lần thì cháu luôn đủ sức mạnh để đứng dậy, bà nội Nobita. Bây giờ tớ đã hiểu rồi Doraemon ạ. Trên đời này không ai có thể sống mà thiếu những người xung quanh, Nobita. Vì mình chỉ sống một lần, nên ít nhất mình sẽ không để mọi người thất vọng, Nobita. Bố mẹ có con ví như bầu trời có thêm một vì tinh tú. Bố nhớ mình đã rất xúc động khi nghe tiếng khóc chào đời của con. Tiếng khóc ấy giống như tiếng du dương của đất trời cùng chung vui với bố Shiruka. Cậu thanh niên ấy luôn mong hạnh phúc đến với người khác và biết đau khổ trước bất hạnh của mọi người. Đó là điều quan trọng nhất đối với một con người. Bố nghĩ con lựa chọn Nobita làm bạn đời là rất đúng. Bố tin rằng cậu ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho con. Bố Shiruka, vì sao đôi mắt con người được đặt phía trước? Bởi vì Thượng Đế muốn con người luôn nỗ lực hướng về phía trước. Thầy giáo của Nobita, giá trị của mỗi người nằm ở chính bản thân của họ. Tuy rằng mặt cậu xấu, nhưng cậu không cần phải xấu hổ vì điều đó. Doraemon, không sao, giờ tớ đã hiểu hơn lúc nào hết. Điều tớ muốn không phải là chiếc túi của cậu, cũng không phải bất kỳ món bảo bối nào. Điều tớ cần là cậu ở bên cạnh tớ. Chiếc túi đó không phải người bạn của tớ, Nobita. Mặc dù mẹ có hay khó chịu, mẹ vẫn là mẹ của con, người luôn yêu thương con chân thành. Bà Nobi, trên đây là một vài câu nói trong Doraemon mà mình vô cùng tâm đắc. Cuộc sống có nhiều chông gai nhưng cũng có nhiều hạnh phúc. Hy vọng rằng những câu nói này sẽ giúp bạn có thêm động lực để tiến về phía trước.